bây giờ là buổi chiều nước lên nè, rồi ba chị em mình lấy mấy cái gặp chuột đi đặt gặp chuột nha. Chuột á là nó theo mấy cái bờ sáng đó nhiều lắm. Sao hình như ở đây cỏ không hay gì, nó bị dướng rồi nè, cỏ rồi rau muống nhóc có trơn rau chai nữa. Chú cái này là cái vỏ hả chú? Vỏ có cái máy kìa, nó chuyên cho nó lẹ. Thiếu cỏ cho bò hả? Ồ, giỡn lại của anh hả anh Minh? Ồ, giỡn bự hết sức bự rồi. Đây, còn bên đây là cái này là cái đội hình của cái giỡn. Ủa, thả nhiều quá kìa anh Minh. Ừ ơi, có cá chép nữa kìa. Ừ, cá chép và cá gì nữa kìa. Nhiều quá hả? Cá ô phi hả? Ừ, cái giỡn này chắc anh làm nhà quá. Đâu mà bự dữ. Dạ. Ừ. Bữa nào cho mấy đứa ra giỡn một bữa nha. Dạ. Tới chưa? Tới rồi hả? Tới chỗ hả? cái móc của nó bị lỏng đó. Dạ. Gặp nó hơi cũ. Gặp của tôi có đặt với cái người giờ cũ xét luôn. Nó cứng nhát luôn. Nè để Nhung nó gài cái này nè. Gài gài chắc chắc cái Nhung. Sập cái là gãy tay. Lui lên chút Ngọc rồi, lui chút lên cho chuột nó vô được. Ừ, đúng rồi. Rồi. Nha, đây là cái bụi ráo mà nó tùm quá trời nè. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều chuột. Nên mình lên đây mình đặt con cái nha. Rồi, xong. Thôi nãy giờ mình đặt cũng nhiều lắm rồi. Cỡ hơn cũng được chục cái rồi. Bây giờ mình đi về thôi, rồi ngày mai mình ra mình thăm. Yeah.
bây giờ mấy chị em mình hôm qua đặt chuột đó, bây giờ mấy chị em mình đi thăm. Mấy An nè, hồi sáng không có đi học được kỹ nên là mình cũng rủ ghê mấy An đi thăm chuột với mình luôn, cho mấy An thử trải nghiệm như thế nào nha. Ở đây nè cưng. Đây có cái này An nhìn ra có không con? Dạ không chị. Chết rồi đi. Ôi thanh luôn hả? Bão vùng ướt đồ hết. Thấy rồi đây, thấy khó rồi chị. Rồi. Nhìn như thế nào kìa. Ủa sao con này nó im ghê vậy ta? Nó sợ hay gì á? Chắc nhục đập nó hay vậy. Nó đập con nó sợ luôn rồi. Mới ăn cái bắp xong luôn luôn. Cạo không còn một hột mà luôn tan nát cùi. Được ba con rồi, được ba con rồi cả nhà ơi. Ủa hai con hả? Ba cái mà hai con hả? Có không em? Ôi, cái này nó dám vô luôn. Đẻ đẻ nó xuống nha. Vì lại mai mốt đi đặt là phải rửa xong thơm. Cái con này
nó còn quá à. Gầm gừ gầm gừ như ngoài. Mày gầm mấy một lát nữa tao thịt này. Kêu con gì nó kêu không? Dạ. Ba muốn gì đó. Dạ. Suy nghĩ thử xem. Đó, chồm chồm nhà có ông bà ngoại trong đó đó cả nhà. Đó, để mình cho cả nhà thấy nè. Đó thấy không? Đó chồm nhà trong đó đó. Cái này bà ai nãy giờ con chuột nó phẫn nộ cái cách chị quay xù chứ không phải tại nó ồn ào nó ra lại. Cái này mà đứa nào mà ngủ nướng mà sáng không chịu dậy đi học nữa đường chuột đang kế bên tay nhất cái là này còn hơn là lời mẹ la nữa nhất là ngang nữa. Thôi bây giờ mình về nhà nha. Bà giờ nó bự rồi lát chứ mặn móng đã. À, thì cả nhà hồi sáng đó mình có bắt được mấy con chuột đó. À, bây giờ mình đi hái rau gỗ để mình về mình xào với chuột nha. Cây đá vàng nè, chuột này mình chia làm hai, một mớ thì mình xào bao ngổ, còn một mớ thì mình xào bao răng. Thì bây giờ mình xào bao ngổ. Dạ, ép lên chị vô. Cái nồi đất này nè, nó dài vàng rồi nè cả nhà. Thì mình để chuột vô mình thử tỏi nha. Đó, nghe cái xèo là biết là. Tỏi giòn nó đã khô. Bây giờ mình sẽ để nguyên liệu vô. Đầu tiên là mình sẽ cho nước màu nha. Rồi, xong cái phần để nước màu rồi tiếp theo mình sẽ cho nước màu.
một muỗng một ngọt. Nước mắm kho. Nước này. Cái đường chưa? Dạ chưa, để nước mắm xong rồi bây giờ con sẽ để đường. Bây giờ chuột chín rồi mình thả cho găm vô nè. Xong rồi mình sơ cho nó đều cái là nó thấm nữa là mình dùng bữa thôi. Đây đồ ăn chín rồi nè cả nhà ơi, khói bay nghi ngút thơm quá, thấy hấp dẫn cho cả nhà, nhìn chén nước mắm là thấy thèm rồi đó. Cơm cả nhà ơi, mời bà ngoại ăn cơm. Đây là cái món mà chuột xào là rau ngổ, còn đây là chuột xào rau găm. Đặc biệt là hai thứ, dạ. Thứ rau ngổ, thứ rau găm. Dạ đúng rồi. Sao ăn rồi gà nhúm nhúm dữ. Ăn ngon đó, ăn em gu rồi đó, thấy không? Đây nè, để cái chén kìa, để như chén nha. Chén còn nặng á. Để như chén đi. Ừ. Ngồi vô. Ngày xưa đi học có ngoan không mà sao? Không. Này con có đi học không vậy? Có. Hai học hai buổi hả? Một buổi chiều à. Mấy giờ mới về ạ? 6 không? Đang 5 giờ. Ừ, ăn chứ. Để mấy đứa bè nói cả. Ở chậm không? Sao chậm là hết à. Còn gì nữa? Nãy nhìn mấy con chuột thấy sợ mà. Sao bỏ vô bụng ngon dữ rồi. Mày ngồi đó ăn đi con. Để con mèo nó thay cả chén của mày à. Đi đi, chén còn đâu. Ừ. Con lấy cái chén ngồi nó ăn luôn đi. Ừ. Thôi mày đi qua đi lại đi chợ vậy sao. Thôi à, xạo à. Công nhận thiệt chứ. Xạo ghê. Đây nè, lại đây nè. Con có mặt đó kìa. Con có mặt đó kìa. Nó lại nè. Nghe con có mặt đó kìa. Ừ, ngồi đó đi phải à. Ngồi đó đi. Ừ, ngồi đó đi em. Không ai gầy nữa mà. Dĩ ngon không vậy? Ngon. Phát biểu anh coi vậy. Sao, được không? Được. Được không? Được thì mai mốt rồi lần nữa. Thiếu gì chút quá đâu. Nhiều lắm. Ngoại gấp tới ngoại ngồi xích vô ngoại. Đó. Thôi chị Ngọc xin phép chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye.